Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cậu bé đeo một chiếc ba lô. Và đây là một bức hình chibi nhé. Chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này. Mình sẽ tô màu đỏ cho cái mũ của cậu bé này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh dương cho cái phần phía trước của cái mũ này nhé. Mình sẽ tô màu đỏ, màu vàng cho cái mái tóc của cậu bé này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh dương cho cái áo của cô bé này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng cho cái quần của cậu bé này nhé. Nên mình sẽ tô màu đỏ cho cái ba lô của cậu bé nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu be cho làn da của cậu bé này nhé.
Và video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Xin chào.